Hello cả nhà, chào cả nhà buổi sáng nha. Hôm nay là ngày thứ ba mà bên đây trời rất là đẹp. Thì đúng ra là trong cái trường hợp này là cả nước là không có đi ra ngoài, cũng cấm tụ tập từ này kia. Tình hình hôm nay thì cũng căng, nhưng mà vì một số lý do trong gia đình Nhung phải đi chợ, Nhung mua ít đồ về Nhung nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn á. Sẵn Nhung quay cho cả nhà coi trong cái đoạn đường từ đây cho tới cái chợ, để mình vô cái chợ tàu mình quay cho cả nhà coi cái tình hình hôm nay như thế nào nha cả nhà. Thì mọi thứ thì Nhung thấy là từ hôm qua đến bây giờ á, nghe mọi người nói á, là tình hình rất là căng, giống như là muốn hạn chế thử trong cái lúc này coi bớt bớt bệnh bớt đồ không. Thì Nhung thấy trong tình hình của New York thì Nhung thấy nghe bạn bè nói là đang có tiến triển chút đỉnh á, là bớt người chết rồi đó các bạn. Cho nên mình cũng rất là vui, nhưng mà mình thì muốn toàn thể thế giới là qua tai qua nạn khỏi trong cái trường hợp này. Thì mình ngày nào mình cũng giái trời giái Phật cho cả nhà cả nước đều an toàn, không có bệnh dịch gì nữa hết, để cho trở lại cuộc sống bình thường. Thì ở đây á, Nhung sáng hôm nay Nhung cũng đi chợ thử, Nhung quay cho cả nhà coi là trường hợp hôm nay là bên chợ tàu như thế nào nha các bạn. Các bạn đón xem nha. Bây giờ mình chạy vô chợ nha cả nhà, mình kiếm cái cây bông hồng gì mình trồng mình coi có không nha. Cái loại bông hồng mà Nhung thích đó là cái loại bông hồng màu vàng, nó rất là hiếm. Năm ngoái Nhung mua cũng không có được có một cây à, mà mình muốn mua mấy cây mà mua được có một cây à. Để hôm nay mình vô mình mua cái bông hồng nữa, mình quay cho cả nhà coi nha. Thì trong cái thời điểm này cả nhà coi là ở vòng vòng ngoài đường không có bóng xe mà không có người đi nè cả nhà, nhưng mà ở chỗ này nó vẫn mở cửa nha các bạn. Đó, ở đây là bán đồ nhà, bán bông, bán đồ trang trí nội thất với lại đồ sửa cửa nhà cửa rồi đó các bạn. Đó, giờ mình vô đây mình kiếm cái bông hồng rồi mình mua xong mình quay cho cả nhà coi coi có cái bông hồng mình muốn không nha. Mình quay vòng vòng đây cho cả nhà coi. Chưa đó, năm nay sao quá trời bông luôn. Này nó ôm rơi hai màu này, vừa cam vừa lợt vừa vàng đó. Nếp bấm màu hồng bấm bên đây nè. Chết. Nó chết còn mưa đó. Mình vô mình tính tiền nha các bạn. Đây là cái bông hồng của mình mua nè cả nhà. Đó. Bông hồng vàng. Vàng nó vàng ôm rơi, vừa vàng vừa màu cam, đẹp không các bạn? Đó. Còn đây là bông hồng với màu đỏ. Đây là cả nhà ơi, giờ đem lên xe chở về, chở bạn ấy về nhà. Ok cả nhà, bây giờ mình đi qua chợ tàu nha cả nhà, mình coi tình hình bên chợ tàu như thế nào nha các bạn. Cũng có số người đi ra ngoài nha cả nhà, nhưng mà chợ búa thì nó hơi vắng.
tình hình hôm nay thì Nhung chủ yếu Nhung đi chợ Tàu để Nhung mua ít đồ, mà giờ tất cả chợ Việt Nam bên bên khu của Nhung thì nó đóng cửa hết, thì giờ Nhung phải chạy qua bên kia khoảng nửa tiếng á, thì Nhung mới có cái chợ này nó mở cửa, mà nó là chợ Penasa, nó chợ Tàu á các bạn. Nhìn đi qua bên đó thì cũng rất là sợ, nhưng mà Nhung cẩn thận lắm, Nhung đeo mask, Nhung đeo bao tay, Nhung sợ ra thai dữ lắm. Thì tại giờ mình cần trong nhà mình ăn cái gì thì mình phải chịu khó đi mua thôi các bạn, chứ cái mùa này thì đi cũng hồi hộp lắm. Thì quay cho các bạn coi, thì đường xá thì tạm thời cũng có xe qua lại chứ không phải là không, nhưng mà vắng hơn bình thường. Còn chợ búa thì nó cũng hơi vắng, chứ cái chợ Mỹ thì lúc nào cũng đông nha các bạn. Chợ Mỹ thì bà con nó ùn nhau đi mua đồ ăn rồi đó. Thì tại vì thực phẩm mà ở chợ nó phải mở hoài để cho mọi người, nó cung cấp thức ăn cho mọi người, cung cấp đồ ăn đồ. Thì hôm nay Nhung tính mua ít đồ về Nhung nấu bún riêu các bạn, tại vì mấy đứa nhỏ là ăn bún riêu. Ở đây sát bên chỗ Nhung mua bông á, nó cũng có bán Starbucks buổi sáng nha cả nhà. Thì mấy ngày nay cũng thèm Starbucks quá, mà chỗ nào cũng đóng cửa hết, chỉ có chỗ này nó mở cửa. Mà chỉ có right to order thôi nha cả nhà, order right to rồi đi thôi, chứ không có vô quán uống. Thì chỉ có chỗ này nó bán thôi, còn những chỗ khác toàn bộ là Nhung thấy nó không có chỗ nào mở hết nha các bạn. Cà phê Starbucks này là Nhung nghĩ là mọi người ai cũng thích hết, ai cũng trong cái ly cà phê uống buổi sáng hết. Thì hôm nay Nhung đi mua bông nè, sẵn Nhung ghé Nhung order cà phê uống. Thì nó bán từ sáng từ 7 giờ đến 2 giờ là nó đơn, nó không có bán nữa nha cả nhà, phục vụ buổi sáng chút xíu thôi. Quay cho cả nhà coi nha, để coi cái line nó dài cỡ nào. Cả nhà coi cái line nè, line dài đó, khoảng từ đây tới chỗ order khoảng mười mấy chiếc từ đây tới chỗ lấy cà phê là khoảng mười mấy chiếc, khủng khiếp quá. Ngày bữa trước thì Nhung cũng đi chợ gần đây, sát bên đây nè, mua sữa với đồ cho gia đình á. Thì sát bên nè, Nhung thấy nó ghép lai rồi, còn 20 chiếc á thôi, Nhung sợ quá, Nhung bỏ Nhung đi luôn. Đó, đông vậy đó các bạn, cà phê không đó, chờ lấy cà phê không. Mà Nhung thấy ở bên trong nó không có người ngồi uống thì nó đâu có mất thời gian để nó pha cà phê cho khách đâu. Mà tại sao tụi này nó, mình thấy nó làm chậm á các bạn, giống như nó không có phải rồ á. Chứ tụi bán Starbucks này nếu tụi nó rồ tụi nó pha rất là lẹ. Mà chỉ có cái len chua rai chua thôi à, mà nó làm còn không kịp nữa. Mà còn người khách ngồi ở trong nữa làm sao kịp các bạn. Mà thấy mấy người này làm chậm quá, gấp lai like, bữa hổm Nhung uống ly cà phê Nhung gấp lai like hơn 20 phút. Dễ sợ. Đó, giờ cả nhà thấy nha, gấp lai like như đó đó, thôi kệ đi, giờ mình bằng lòng sự thật, thèm uống cà phê phải chấp nhận thôi cả nhà. Đó, cái len đợi nha các bạn, nãy giờ đi có cũng 7-8 chiếc rồi, chục chiếc có rồi. Giờ chỉ còn cái len đây hiện tại nè, khoảng 4 chiếc nữa tới mình. Đó, thấy mình không? Mình chuẩn bị cái bao tay để bóc cà phê. Bây giờ đi tới đâu là phải đeo cái bao tay. Thì mỗi lần mình đeo cái mask vô thì gái mình đã nói thôi má mày đừng có đeo mask vô. Giờ mình vẫn đeo. Nó nói đeo cái mask vô người ta tưởng mẹ bệnh đó, nhưng mà mẹ không sợ, mẹ không khe, mẹ không sợ, mẹ phải đeo. Giờ đó chờ ly cà phê phải đeo bao tay vô. Sắp tới mình rồi nha cả nhà. Uống ly cà phê mà đi nửa tiếng, đợi 20 phút là around 1 tiếng mới được ly cà phê uống. Cái thời điểm này là phải vậy thôi nha các bạn, chứ bây giờ mình muốn lẹ cũng không được. Bình thường là Nhung chờ chưa 5 phút à, 5 phút mà ghép like 5 phút rồi tới rồi. Mà người ta pha lẹ lắm, vừa pha bán cho khách ở trong inside rồi khách outside nữa. Mà họ pha professional, họ pha lẹ lắm, còn ở đây sao mà súp bờ lâu luôn vậy không biết nữa. Đợi lâu mà gặp pha lâu nữa các bạn.
tới mình. Starbucks, what can I get for you today? Can I get 5 soft 2 pump white mocha? I'm sorry? 5 soft 2 pump white mocha with ice, please. You hear me? You said 5 shots of espresso ice with 2 pumps of white mocha? Yes, please. Thank you. Anything else? Yeah, thank you. Grande. Grande cup. Yeah. Grande, it's okay. Nó bỏ đá thêm thôi, đâu có sao đâu. Cái sát này nó xem tiền. Đó, bây giờ mình đợi thêm 10 phút nữa mới tới có ly cà phê uống. Cực khổ ha cả nhà. Tình hình hôm nay thì Nhung chỉ ra ngoài, Nhung cần mua đồ quay cho cả nhà coi cho vui. Để sẵn Nhung ghé mua bông với mua một cà phê, gần lát đi chợ Tàu. Chợ Tàu bên đó là người Tàu không cả nhà? Người Tàu không cũng ớn lắm, nhưng mà thôi kệ, mình phải đi, mình cẩn thận chút xíu. Rồi sắp tới đây Nhung cũng chuẩn bị mua đi nhà mới á. Nhưng mà tạm thời bây giờ trong cái mùa dịch này Nhung chưa biết Nhung sẽ đi khúc nào và ở đâu. Thì tạm thời nhà của Nhung hiện giờ thì Nhung đã bán rồi nha các bạn. Nhung bán xong rồi. Thì cũng có một số người hỏi là Nhung ở đâu. Thì nhà thì Nhung kiếm rất là nhiều, nhưng mà tại vì trong cái quá trình này thì Nhung chưa có, giống như tiếng khó lưỡng nan, nhưng muốn là đi ra cũng được, đi vô cũng được, làm cái việc gì nó cũng hơi khó khăn. Cho nên anyway mình cũng phải đợi cho nó xong cái vụ này, mình mới tiến hành mình mua nhà nha các bạn. Mình mới biết là mình dọn đi đâu. Thì Nhung chỉ quay chơi cho cả nhà coi cho vui đỡ buồn. Chứ ở nhà thì giờ cũng mọi người ở nhà cũng buồn, Nhung cũng buồn. Bây giờ mình quay vậy, quay cho coi cho cả nhà enjoy, cho cả nhà coi cũng đỡ buồn cả nhà. Cả nhà nhớ coi ủng hộ cho Nhung nha, nhớ subscribe cho Nhung nha, nhớ like cho Nhung và share nha. Cảm ơn cả nhà. Giờ mình đợi lấy cà phê nha. Rồi mình sẽ đi tiếp cho cả nhà coi qua bên chợ Tàu, tình hình ở trong chợ nó vắng hay đông nha các bạn. Giờ mình tới chợ nha cả nhà. Giờ mình vô chợ mình quay cho cả nhà coi ha. Ok, cả nhà thấy ri đi cái map không? Đó, map. Hai mẹ con. Không, mấy con ngồi xe đi. Cả nhà ơi, hôm nay có chuyện lạ nha cả nhà. Hôm nay mình đi cái chợ này á, bữa nay khác rồi nha các bạn. Bữa nay là mình bước vô cửa là nó lấy cái máy, nó test lên cái trán của mình á, nó coi mình có bệnh không nha cả nhà. Cả nhà thấy hôm nay có very good luôn, nó sợ có người bệnh á. Cho nên chợ nó bắt buộc là khách hàng mà bước vô cửa á, là tự động nó test mình nha cả nhà, test coi mình có bệnh không á các bạn. Vậy cũng tốt, để ngừa bệnh được mấy người có bệnh rồi á, đi lây nhiễm tùm lum tà la người khác. Nó sử dụng cái máy đó, nó test mình rất là hay các bạn. Ồ, đây có cơm trái nữa nè. Cơm trái nữa là ngon quá nè. So, come here con. Mẹ cần muối này nè. Đẩy cái xe lại cho mẹ bỏ vô. Đây. Bên này nó có cái ấy mới cũng rất là hay, ý kiến hay nha các bạn. Nó thét mình cho mình có bị bệnh không. Ok. Mua hai cái này. Rất là an toàn cho nên các bạn đừng có lo nha. Cả nhà ơi, ở đây Nhung mua được đóng đồ về nè cả nhà. Quá trời đồ các bạn ơi. Thấy gì con? Ở cái thẻ Penisa đó. Con lấy cái thẻ Penisa thôi nè. Con đây luôn. Quay đồ ăn hay đâu. See? Noodle, everything noodle. Đi một xe rồi. Mình đi chợ xong rồi. À, một xe ở đằng sau. À, hôm nay là Nhung ghé cái chợ này rất là an toàn nha các bạn.
ở ngoài cửa mình bước vô á, là có một người á, đứng chết mình, đưa cái máy kem thẳng vô cái mặt của mình, coi mình có bị bệnh không nha cả nhà. Thì Nhung đến chợ này hôm nay Nhung rất là yên tâm. Phải nói là Nhung không có worry như bữa trước nữa. Bữa trước thì Nhung sợ quá. Mà hồi nãy Nhung lúc Nhung đang tính tiền á, cả nhà có tưởng tượng là chỉ có một người bệnh đi vô trong chợ luôn, là vừa tới chợ là cái cô mà cô test customer đó, cô đưa cái máy vô là cô đuổi cô ấy ra liền luôn, không có cho cô ấy vô trong chợ, mà cô ấy không có bịt mát, không có gì hết trơn. Cả nhà thấy cái nhiều người kỳ cục không? Mình bệnh mà mình không tự khắc khe mà còn đi vòng vòng mà trong cái đó si không có khắc khe mát hay là đeo bao tay gì hết. Cả nhà thấy mấy người đó không có ý thức không? Đã như vậy còn đi tới chợ để nó làm phiền người khác, là bệnh hoạn rồi lây cho người khác nữa. Hôm nay thì thật sự Nhung tới cái chợ này, hôm nay thì Nhung rất là an tâm nha các bạn. Các bạn có tới chợ Benesa thì đừng có lo giống như hôm trước nữa. Thì thật sự hôm trước Nhung tới Nhung cũng rất là lo lắng, nhưng mà hôm nay thì ok. Hôm nay thì Nhung tới cách ngay có 2 ngày là đã tình hình đã khác nha các bạn. Xe của mình đẩy đi, họ lên nắp hoàn toàn hết. Mình vô là mình chỉ cầm mình đi thôi, họ đứng tại chỗ, họ lên sạch sẽ trước khi cái xe mình lấy. Cho nên mình không có lo. Bước 1 là không lo cái vấn đề xe đẩy đi là có dấu tay. Cái thứ bước thứ 2 nữa là bước vô tới cửa là họ đưa cái máy, họ ken thẳng vô trong cái trán mình á, họ coi mình có bệnh không, họ mới cho bước vô chợ. Cho nên á, mình chỉ chia sẻ với cả nhà như vậy là để cả nhà có đi chợ đừng có worry nha. Ok, bây giờ mình chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video sau chiều nay nha. Xịt cái xe lên nắp cho mình sẵn sàng hết, là mình chỉ có vô mình đẩy đi thôi. Thì mình cẩn thận thì mình họ bắt bịt mắt bắt buộc nha cả nhà, bắt mình bọc hết á, bịt ngay cái mắt ngay đây rồi mình phải đeo bao tay. Nhưng mà ai cũng vậy hết, tất cả mọi người đều phải bịt mắt. Nhưng mà họ trước khi họ cho mình vô trong chợ á, là họ thét ngay cái trán mình á, họ coi mình có bị bệnh không, họ đưa cái máy họ ken vô cái trán mình á, coi mình có bệnh không thì mới cho vô. Cho nên các bạn với lại cô chú đi chợ cứ đừng lo nha, đừng có worry. Bây giờ vô chợ là an toàn lắm, không có ai mà sợ bệnh hết nha. Cứ đi thoải mái đi cả nhà ơi. Con cái đi hơi bị xa chút thôi. Đi chợ thì bây giờ không có lo cái vấn đề mà sợ vô không biết có người này bệnh hay người kia bệnh không. Cứ đi thoải mái đi. Vô trong chợ có người thét mình hết. Police reported ahead. Đi chợ thì có cái cô đứng ngay cửa, nó thét ngay cái trán mình, đưa cái máy ken vô cái trán mình, nó coi mình có bệnh không là cho mới vô chợ nha, mới cho mình vô chợ. Thì nãy có một cái cô người Mỹ đó, cổ bệnh mà cổ ẩu dễ sợ luôn, cổ không bịt mát không gì hết, không đeo bao tay không gì hết luôn. Cổ vừa bước vô tới chợ là nhân viên trong chợ người ta ken cái máy vô, người ta biết cổ bệnh rồi, người ta đuổi cổ ra, không có cho cổ vô. Hello cô Nam, hello bảy. Giờ này bảy chưa ngủ hả? Giờ này 11 giờ bên Mỹ buổi sáng rồi, bệnh mấy giờ rồi bảy? Đi chợ mua đồ về cho mấy đứa ăn, mua ba cái đồ linh tinh ấy. In 1 mile, stay to the left to I-435 North Des Moines. Rồi ở trong chợ thì giờ yên tâm rồi, có người thét hết cho mình trước khi vô chợ thì nói chung là không có lo. Vô chợ thì người ta làm cẩn thận lắm, người ta không cho người bệnh vô chợ.
tại vì nó là cái chợ tàu, chợ tàu cho nên nó không cẩn thận. À, chị đi chợ bên xà đó chị ơi, chị đi đi không sao đâu, tại vì lúc trước đi thì chị Nhung sợ nhưng mà bây giờ ok rồi, tại vì vô tới chợ họ sạch sẽ cẩn thận lắm, họ bắt mình đeo mask vô rồi đeo bao tay, nhưng mà vô tới cửa là họ thép mình coi mình có bệnh không là họ mới cho vô, cho nên cứ đừng có lo, cứ đi bình thường đi không sao đâu. Chợ bên xà có mở cửa đó chị, tại chị cần mua ít đồ Việt Nam. Stay to the left to I-435 North Des Moines. Có nhân viên ở trong chợ họ thét coi mình có bệnh không á, hồi nãy có con cô Mỹ á, cổ mày biết rồi. Ở chỗ này mày biết mà. Continue straight for 11 minutes to exit 59, US 24, Winter Road, Independence Avenue. Đi tại chị mua ít đồ nó bún riêu ăn, mấy đứa nó đòi ăn đó. Nhưng mà nó kỹ lưỡng lắm chị ơi, đừng sợ, tại vì nó có nhân viên ở trên trên chợ đó, nó đứng ngay cửa, nó thét mình hết á, thét mình nó trước khi mình nó cho vô chợ, cho nên đừng lo, yên tâm đi. Thì giờ còn có mình chợ nó bán, mình không đi chợ đó, đi chợ nào bây giờ. Nói chung mình cũng dị ứng chợ tàu lắm, nhưng mà thôi kệ, không sao, có người ta kỹ lưỡng lắm, người ta bắt mình đeo mask rồi. Khỏi bắt mình đeo mask, mình cũng đeo tại mình sợ lắm. Nói chung mình sạch sẽ, mình kỹ lưỡng chút đỡ bệnh. Lên xe mình tháo bao tay, mình sẽ là thay tay sạch sẽ thôi. Thì báo cáo tình hình cho cả nhà, có đi chợ thì đi đi, đừng có lo nghe không. Vô cái hướng cái exit nào á, tại vì đây mình đi về là 435 nọ, mà luôn nếu mà mình đi á, là mình đi 435 sau, xong phải vô exit nào á, exit nào để qua bên Kansas.